là phải dẹp hết nữ trang chứ. Nó rớt xuống biển không à. Tới biển rồi. Cái này đâu có tắm được. Tắm được. Phải đi all the way ở đó. À. Ồ, vậy là chỗ nào mà có nhiều tư cả nhiều gì ta? Hay nhiều cát mới tắm được đúng không? Anh đi. Rồi mình không có dép lào rồi Khang ơi. Tại sao? Ủa con cũng sát theo sáng con à, không có mang dép lào theo rồi chứ ơi. Ờ hai này có. Chứ kiểu phải đem theo con cá, con cá. Hai có đồ dớt. Nó học rõ là sao vậy nhảy? Chỗ nào có cá mới dớt được. Dạ đi câu cua thôi. Để xem hôm nay mình có câu được con cua nào không. Ủa Khang sợ hả? Con đừng có ra cả hai cái cạnh này, con ở giữa thôi. Mưa lâm râm rồi. Khang. Có bài. Sao cho ấy là giống như nó đang di chuyển nãy. Tại nước di chuyển chứ không phải cái này. Chỗ này đang di chuyển. Hôm nay thời tiết thì không được tốt lắm. Mưa lâm râm, đang mưa lâm râm mà sương mù nữa nè. Đằng xa đường sương mù không thấy gì luôn. Bây giờ mình đã thả mồi để chờ bắt cua. Giờ mình đi vòng vòng chơi để đợi thử coi có con cua nào sập bẫy hay không. Yeah, and no one likes snitching.
They watch you say. They watch you say. He's making the car messy again. They watch you say when he when I. Fun fact, Mình is the most powerful is fighting style in Grand Prix Online. It's super rare. Sand castle. Cho con làm sand castle được không? Được. Con làm được không má? Ủa sao Minh mặc quần dài ta? Dài no. B not B. Mấy con chim nhiều đẹp quá. Để mình thử cho nó thích ăn, thử coi nó ăn không. Nó bay hết trơn rồi. Wow, nó bu tới đồ ăn kìa. Bây giờ mình sẽ đi từ từ tới chỗ của mình đang làm trại. Mình dục tới đâu là nó ăn đến đó, nó đói rồi. Wow. Kiểm tra, lạnh quá má ơi. Ơi, trời này tắm không nổi thì lạnh quá. Mới nhúng chân xuống mà nó lạnh. Nước lạnh lắm. Hay là tắm nữa. Nó chịu được thì nó chơi hỏi ớt thôi chứ. Xuống dưới thì không sốc nổi đâu. Hèn chứ không ai tắm. Có ớt rớt à. Tắm ớt rồi. Đây rồi, đang rác phải không? Ừ. Bỏ rác vậy. Chấm vô. Hèn cơ. Come on, this man.
sao mà mệt quá Trung ơi. Là cái gì? Sau khi sóng đánh một cơn mạnh vô, bây giờ cá này chắc cá cơm quá, phải không? Quá trời luôn, tươi luôn. Giờ lụm bỏ vô đây coi được có nhiều không. Này có chị mụn á, đẹp da luôn, da đẹp, ăn cá này da đẹp và tươi trẻ. Không biết, nhưng mà em nói em coi ở trong tivi á, là cái ông diễn viên mà già thiệt già của Việt Nam á,
là ổng ngày nào ổng cũng ăn cá cơm kho tiêu. Người ta chứng minh là con cá này ăn là nó giống như có collagen á. Đúng là chết. Ừ. Mấy con Mỹ có bao giờ ăn collagen ăn. Ủa cái này cái gì ghê vậy? Con hơi cái trẻ. Con hơi cái gì nữa? Có mấy con diễn viên đó. Còn không kìa. Mình đi kiếm mấy cái dụng nước đó. Nè nó nằm đây quá trời mà bị khô rồi nè. Thì chết rồi. Thời. Vậy sao nhiều cá con ghê ta? Ok kìa, ổng đánh cá, ổng trời tới tối á. À. Ổng lại cái bọn đang kê kìa. Có cá con quá trời luôn. Chúc mình đi không? Lấy gì đâu hết cái lưới bự quá. Thì cái lưới mình nhỏ quá. Ủa sao Trung Bắc mà Trung làm gì hút cát luôn hả? Lẹ lẹ nó khô nước rồi, nó sắp chết rồi. Ồ, không chừng vậy á. Con đem ra biển con thả. Sống. Thả nó cũng sống đánh vô nữa à. Chị kho tiêu là nó không có vô nữa. Chim nó kiếm cá đó. Trời nó ăn quá trời luôn. Con Mỹ ghẻ con chim á. Bắt nó. Kìa coi nó xà xuống nó ăn kìa. Có một bà cụ rơi vào màn hình của mình. Mình lượm đâu có lại mấy con chim này đâu, nó ăn hết rồi. Tại con mới tụi nó. Tại con mới tụi nó mới cút. Chúc Khang phải ra tắm nguyên cái đầu dưới biển nha. Tao tao đưa ra này cho nó sáng, tao đưa vô mày cho nó tối. Đưa ra này nó sáng, tao đưa ra này nó tối là sao? Cát rồi nó bớt hả? Bây giờ ra ngoài chụp hình ngoài biển đẹp lắm mày. Biển đây giờ nắng nè. Đắt nửa tiếng đồng hồ. Ê chân mày đẹp quá à, lên hình đẹp lắm. Nó nhỏ mày. Mình có đem theo hai cái liều để muốn ngủ thì vô nằm ngủ nè. Còn xe thì chạy thẳng xuống biển luôn. Ai cũng vậy hết. Xe lạnh mà chiều thì bớt lạnh, người ta cũng rải rác. Ừ.
xào lưới cua. Câu cá cơm. Có cây đũa bự ghê kìa. Thôi. Con này nó ăn cá nè, hàng chi nó đứng chỗ đây. Rồi. À, bên kia. Mình làm cái gì vậy? Bây giờ mình đi ăn đồ ăn cho mình làm ăn. Đi đâu ăn cho người. Sao màu hồng á?
biển hay là gì mà ngộ ghê ta ha. Nó con nếu mà con đi ra ngoài kia là con bị lúng đi dép luôn á. Mình chỉ đi mình lượm ở trên thôi, xong rồi chút nữa mình về nhà mình rửa. Bữa khác là bữa nào? Mai mốt mình lựa ngày có ba đi nữa ha. Sớm mà sóng mạnh quá, lạnh dễ sợ luôn.
chị ba? Thôi không ăn cơm đâu. Phở trần. Mì la cay. Đâu mình? Mì la mà dư cay. Đâu mì la cay đâu? Nhà hàng chay. À mì la cay. La cay. Có phải lá cay không ta? Dư la mà dư cay. Phở trộn. Cay đắng. Có nguyên trái táo gì đẹp ghê. Xem nhắm cho mình. Để điên. Việt Nam ta chắc nhiều người Việt Nam hả? Người Việt Nam sinh sống rồi. À, Sài Gòn. Bởi vậy thằng bạn ông Cường ổng nó nói là ở đây thi bằng lái bằng tiếng Việt. Cơm tắm ồ vậy mốt chị tự lên đây chị mua giống lạc về Sài Gòn phải mình đang phở con bò kè bên kia luôn. Thì đang kiếm phở điên mà. Thanh dậy lái xe. Sao chị ba? Cơm tắm bạn thôi. Chung salon kìa. Chung nó muốn mua xe. Chung salon. Đâu hủ tiếu Mỹ Tho đâu. Nhưng mà thôi. Cái đó ở ở gần mình cũng có rồi. Donut kìa. Chị mày. Thì ăn phở đi tìm phở đi, chợ Tân Bình. Đi vô chợ Tân Bình. Ờ, chắc có đồ Việt Nam không đó. Thanh Bình. Thì giống như ở trên kia là Hiệp Thái với lại cái gì đó. Nhưng mà còn một cái bên điên đâu? Chưa có. Đâu phở điện. Không á. Phở điện. Phở này tên gì? Phở điên rồi. Phở điện nha. Ủa nuôi đồ mà biết nuôi Hải đồ Nam. BBQ. Beef noodle mà. Có mở cửa không? Đúng phong cách Việt Nam luôn. Đi ăn phở điên kế chợ Tân Bình. Tao đặc biệt nè. Cà phê sữa đá.
Bây giờ mình vô chợ Tân Bình để coi mua đồ gì trong này. Nãy ghé chợ bên kia mua được thùng xì tên thôi, bây giờ tiếp tục đi ghé qua chợ Hồng Kông để kiếm đồ ăn vặt trong này. Nhanh lên Khang ơi, mưa. Chỗ này rất là nhiều tiệm Việt Nam không. Chợ Hồng Kông. Khang muốn trà sữa. Trà sữa là anh kia. Chút nữa. Con ăn gì? Lẹ đi. Cái này là gì? Này chiên rồi rắc đường lên. Này hả? Ăn này hả? Kem hả? Vàng thiệt á hả? Sỉ và lẻ chắc vàng lẻ. Trà sữa nè. Này sữa chân cho sữa tươi trân châu đường đen. Sữa tươi trân châu đường đen. Rau má.
cái kia là sao mát. Cái này trà sữa bình thường. Đâu trà sữa bình thường đâu đó. Đây lát xích mi tây là của Khang nè, má với Khang uống ké đi, má để cà phê ngoài rồi. Ủa cố thằng Trung lấy gì để sao bánh để dưới đó không dơ rồi, thôi giục miếng nó đi Trung ơi. Chị là trà Thái hả? Trà xanh bỏ hay. Thôi. Trà xanh. Cái gì vậy? Thằng uống kìa. Ngon nè. Ngon. Nè Khang cầm đi. Chi. Trà sữa thường. Mưa không? Mưa. Đi về. Trên đường về mình ghé vô xem Hilton Farm để mình tham quan một chút. Một công viên mát mẻ, có bàn ghế để ngồi chơi, có bức tượng thiệt là bự của ông Sam Harrison. Wow, này đi bộ thoải mái. Là ông này. Cái này nè, 77 feet nè. Cái này cao nhất. Ừ. Cao nhì, cao thứ ba. Vậy giờ cao quá, sao mình chụp đây? Chót vót. Đẹp quá. Khang vô chụp hình đi Khang. Tượng cao quá luôn, khổng lồ luôn.
lăng hả? Ừ.